Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học làm hoa tulip nhé. Trước tiên, hoa tulip, đây là bộ khuôn hoa tulip, gồm có các sai cánh, lá. Giờ đây chúng ta sẽ dùng làm gân hoa tulip. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha đất sét, pha màu. Hoa tulip thì có rất là nhiều màu, nhưng bây giờ hôm nay thì sẽ thực hành cho các bạn làm hoa tulip nở màu hồng. Thì chúng ta sẽ sử dụng màu hồng số 49. Chúng ta pha nền nhạt thôi, để khi tô màu lên thì cái hoa nó sẽ đẹp. Đây là đất sét trắng mà chúng ta đã trộn giữa đất sét Thái 1 và đất sét Nhật nhẹ nha các bạn. Nên khi chúng ta trộn trước thì đất nó sẽ ráo và chúng ta sẽ dễ làm hơn. Nó sẽ ít bị dính tay các bạn. Đây, chúng ta đều tô pha đều màu lại. Còn hoa tulip thì nó cũng có những cái mẫu hoa mà cánh hoa nó hay lam lam, thì các bạn cũng pha màu như vậy, nhưng mà các bạn không cần trộn đều đâu, để nó lam giữa chỗ đậm và chỗ nhạt nên cái hoa cũng rất đẹp. Đây, đã điều màu. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. Nhắc lại là đang thực hành làm cánh hoa tulip nở. Hoa tulip thì nó có rất là nhiều loại, là hoa tulip búp, hoa tulip nở và cả hoa tulip kép nữa. Bây giờ chúng ta đang thực hành làm hoa tulip nở. Trước tiên thì phần đất sét, cánh hoa chúng ta sẽ cán máy số 4. Trước khi cán đất sét thì các bạn nhớ quét một ít bôi trơn lên bao cán của mình nha. Đây là bao cán cũ thì chúng ta chỉ cần quét một lớp mỏng và một mặt thôi, mặt còn lại chúng ta sẽ vuốt. Khi cán đất sét thì các bạn nhớ bẹp mỏng đất sét ra và để vào bao cán. Đây là những bài học căn bản, nếu mà bạn nào có quên thì xem lại clip hướng dẫn bài học căn bản nha. Phương chỉ nhắc lại thôi. Nhắc lại là phần đất sét chúng ta sẽ cán máy số 4. Khi cán xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Và nếu như các bạn nào mà sờ đất chúng ta mới trộn thì nó sẽ hơi dính tay, các bạn sờ vào cái phần đất sét cảm thấy nó hơi dính rít rít thì chúng ta mở mặt như thế này cho nó thoáng một tí và chúng ta hãy ấn khuôn. Chúng ta đừng ấn khuôn liền, nó sẽ bị dính đất sét. Và lưu ý nhắc lại là các bạn làm thì nên ngồi dưới gió hoặc mái, để có gió thì cái phần đất sét của chúng ta nó sẽ mau khô cái mặt hơn. Rồi, khuôn hoa của chúng ta, trong khuôn thì chúng ta có nhiều sai cánh lớn nhỏ. Chúng ta làm hoa tulip lớn nên chúng ta sẽ dùng size lớn nhất nha. Nhắc lại là trong khuôn có 5 size. Mình sẽ quy định từ nhỏ đến lớn, size số 1, 2, 3, 4, 5, 6 size. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng size lớn nhất, size số 6. Và nhắc lại cái khuôn phần lưỡi bén. Các bạn sẽ thấy phần lưỡi bén là phần ấn xuống. Một bông hoa tulip thì sẽ có 6 cánh hoa. Khi ấn cánh hoa thì các bạn cũng ấn thưa ra một chút, đừng ấn gần nha, quá lúc chúng ta gỡ đất sét rất là khó. Và thao tác gỡ đất sét thì các bạn nên dích đất hướng lên. Chúng ta sẽ lấy như thế này nó sẽ dễ hơn. Thank you.
Xong thì phần đất sét thừa chúng ta cất vào bao, gói kỹ lại để không đất nó không bị khô. Rồi 6 cánh hoa chúng ta đã cán xong, gỡ ra rồi thì bây giờ chúng ta đậy lại và vuốt mép. Lưu ý là cái phần vuốt mép các bạn vuốt phía mé trên bầu này chừa cái chỗ mũi nhọn bên dưới lại. Chúng ta đừng có vuốt mỏng quá thì một lát rất là khó luồn kẽm. Và nhắc lại là công dụng của vuốt mép tức là cho cái cánh hoa chúng ta nhìn nó mảnh mai hơn. Nếu như các bạn không vuốt mép thì nhìn cái phần đất nó sẽ bị dày khô, cái hoa nhìn nó không có đẹp. Mỗi lần ép là chi tiết nào chúng ta cũng nên vuốt mép. Đây đã xong 6 cái cánh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái phần cánh hoa. Khi lấy thì nhắc là cầm cái bao, các bạn cầm bao cán lên. Và chúng ta gỡ nhẹ cái phần cánh. Cái mặt ở trên chúng ta vuốt mép lúc nãy thì gọi là mặt phải, và mặt ở dưới là mặt trái. Mặt trái nó đang còn ướt thì chúng ta sẽ gỡ nhẹ, lật mặt trái lên là mặt ở dưới nha các bạn, để cho có gió nó ráo đất hơn thì chúng ta sẽ dễ ấn gân. Các bạn nhớ là cầm cái bao cán lên như thế này chứ đừng có để như dưới, cho bạn nại nại nó sẽ rất là dễ bị hư và biến dạng cái cánh. Lưu ý là khi mình gỡ thì mình cũng gỡ nhẹ nhẹ như thế này chứ đừng nắm giật thì cánh cũng bị biến dạng dài luôn nha. Đó, chúng ta đẩy lên như nè, không cầm lên thì chúng ta cũng đẩy bao cán lên. Chúng ta lấy ra ngoài 6 cái cánh luôn. Rồi, kế đến chúng ta sẽ ấn gân. Đây là gân cánh hoa. Chúng ta sẽ dùng bôi trơn quét một ít vào gân. Nhắc lại phần quét bôi trơn vào gân thì các bạn quét vừa đủ thôi, các bạn đừng có quét nhiều quá. Quét nhiều quá thì khi chúng ta ấn vào nó cũng giống như là dính nước gì đó, nó sẽ bị bủng cái cánh của chúng ta ra. Rồi cái cánh đó, chi tiết cánh lá nó rất là lâu khô, khi khô lại nó cũng không đẹp. Nhưng các bạn nhớ lưu ý phần này. Rồi, khi ấn gân thì cái mặt tra mặt ở bên dưới chúng ta là mặt phải, chúng ta ộp vào cái mặt lõm này. Nhắc lại là phần gân của chúng ta sẽ, đây là gân hai mặt nên sẽ có một mặt lõm và một mặt lòi lên. Bây giờ cái mặt phải là mặt ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ ấn xuống cái mặt lõm. Rồi cái mặt lòi này mình sẽ đẩy lên và chúng ta đè. Lưu ý mà chúng ta đè thì chúng ta đừng có đè phần mấy dưới cuốn. Dưới cuốn là điểm nhọn á, các bạn đừng đè. Đây, đè mạnh thì nó sẽ bị rách như thế này ha. Bây giờ nếu mà bị rách hơi hơi thì chúng ta có thể ăn gian chúng ta đè lại, hoặc là các bạn bỏ, các bạn cán cái khác nha. Đây, kế đến chúng ta cần phải có cái vỉ phơi này. Vỉ phơi này là vỉ táo. Các bạn có thể tới mấy chỗ bán trái cây, bán táo, bán lê, mấy bạn hỏi nhé. Chúng ta để vào cái lõm. Để công dụng của cái vỉ này để giữ cho độ cong của cánh nó được cong. Tiếp tục chúng ta sẽ ấn tiếp các gân cánh còn lại. Và chúng ta gỡ nhẹ lên, nhắc lại là chúng ta gỡ nhẹ nhẹ lên và cũng nương nó chứ các bạn đừng có nắm và kéo thì nó sẽ bị biến dạng cái chi tiết của mình là nó không có đẹp nha.
Một lát thực hành tới phần tulip kép, chúng ta còn phải cắt cánh nữa, cắt rách luôn. Xong, chúng ta đã xong phần 6 cánh hoa. Kế đến chúng ta sẽ tới công đoạn luồn kẽm. Luồn kẽm thì chúng ta sẽ sử dụng kẽm trắng số 26 là kẽm mềm để chúng ta luồn cánh hoa. Và cái phần kẽm luồn này thì chúng ta cắt ngắn khoảng 4-5 cm thôi. Đây là kẽm nó mềm nên chúng ta có thể dùng cây kéo thì chúng ta cắt cũng được, hoặc là cây kìm. Khi bấm kẽm thì các bạn nên nhớ là mình chúng ta hơi nghiêng một tí để cho cái mũi, cái đầu kẽm nó được nhọn. Khi vào luồn vào cánh hoa nó sẽ dễ luồn hơn. Rồi, lúc luồn kẽm thì chúng ta cần phải có hũ keo sữa, chấm một ít. Cánh hoa mà chúng ta đã làm xong. Đây là kẽm 26, nhắc lại là kẽm luồn cánh hoa là kẽm số 26, cắt dài khoảng 4-5 cm. Khi luồn kẽm thì các bạn nhớ chấm keo sữa một ít vừa đủ thôi. Và chúng ta sẽ để đâm xuyên cây kẽm giữa cái lớp. Rồi các bạn nhìn nhé, mình sẽ dùng hai ngón tay, chúng ta để nhẹ và chúng ta xe xe cây kẽm vào. Chúng ta luồn cây kẽm đẩy vào khoảng 2 cm. Đây, nên nhắc lại hồi lúc nãy, lúc ấn gân nhắc các bạn là không có đè phần mé dưới điểm nhọn chỗ dưới cuốn nè. Nếu các bạn đè nó mỏng quá thì lúc thao tác luồn là rất là khó. Rồi, khi ấn gân xong thì chúng ta để cho nó ráo một tí và chúng ta hãy luồn, chúng ta đừng có luồn liền, lúc này đất sét nó còn ướt, luồn vô nó cũng khó lắm. Còn nếu như các bạn để khô quá luồn kẽm cũng không được, nên tốt nhất là các bạn làm tầm khoảng 5-6 cánh như thế này rồi các bạn quay qua luồn kẽm. Rồi, chúng ta lại tiếp tục để vào trong vỉ giữ cái đầu cong. Tương tự chúng ta sẽ làm tiếp những cái cánh còn lại. Rồi đây, nhắc các bạn, thí dụ trường hợp mà các bạn luồn kẽm mà các bạn nó bị lộ kẽm thì các bạn có thể ăn gian, chúng ta đẩy cái tay nhẹ qua một chút xíu, cái phần đất sét chúng ta còn đang mềm, chúng ta đẩy qua chúng ta che cái phần kẽm lộ, đừng để lộ kẽm ra thì cánh hoa chúng ta không đẹp nha các bạn.
không? Chúng ta đã xong phần 6, phần cánh hoa, luồng kẽm. Kế đến chúng ta sẽ dùng cây mo. Đây là cây mo size số 3, là cây mo size lớn nhất, để chúng ta mo độ, giữ độ cong của cái cánh. Khi thao tác mo thì chúng ta để cánh ở trong lòng bàn tay và cây mo. Cây mo chúng ta có hai đầu lớn và nhỏ. Cái cánh hoa này to thì chúng ta sẽ dùng cái đầu này to. Rồi các bạn, chúng ta sẽ dùng một cái lực đè xuống và đi liên thẳng theo hướng thẳng phần cánh hoa, thì cái cánh hoa chúng ta nó sẽ cong lên. Chúng ta đi theo đường thẳng hai bên và đường giữa. Rồi. Chúng ta lại phải để vô cái vĩ. Nhớ là dựa vô thành vĩ để giữ độ cong của cánh. Đây là cái vĩ để giúp chúng ta định hình cái cánh hoa. Nếu như các bạn không để vô trong vĩ, không để ngay đúng vị trí, khi cánh hoa nó khô, nó không giữ được độ cong nha. Chúng ta mo tiếp các cánh còn lại. Nhắc lại chỗ thao tác mo. Nếu như các bạn thấy cánh nó còn ướt, khó mo, nó hơi dính cái cây mo, thì các bạn chờ cho nó ráo chút xíu rồi hãy mo. Đừng có mo liền, nó sẽ bị dính. Rồi khô quá, nếu các bạn để khô quá thì mo nó sẽ không cong. Nên cũng thao tác là chúng ta làm khoảng 5-6 cánh. Chúng ta luồn kẽm xong cũng là chúng ta quay lại cái đầu tiên chúng ta mo là được. Còn nếu như tùy, nó cũng tùy cái thời tiết với đất sét của các bạn. Nếu sét các bạn nó hơi ráo, mau khô thì nó cũng sẽ lẹ. Còn nếu mà mới trộn nó còn ướt thì các bạn có thể thấy nó, cảm thấy nó còn ướt thì các bạn chờ chút xíu rồi mình hãy làm. Đừng gấp làm liền rồi biến dạng cái cánh nhìn nó không đẹp. Xong, chúng ta đã xong 6 cánh hoa, chúng ta đã mo xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ để khô. Tốt nhất để khô rồi hãy tô màu. Tốt nhất là các bạn nên để khoảng 1 ngày. Mình sẽ tô màu cánh hoa nó đẹp hơn nha các bạn.